Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận bán kết bóng truyền hay nữ giữa hai đội tuyển bóng truyền hay nữ của Tích Lương và đội tuyển bóng truyền hay nữ của câu lạc bộ bóng truyền hơi Hoa Phương Linh trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hơi Sông Công mở rộng năm 2023. Ở set đấu này thì các cầu thủ của phường Tích Lương phía gần màn ảnh các bạn trong trang phục áo xanh và các cầu thủ của Hoa Phương Linh phía xa màn ảnh các bạn. Ở trận đấu này khi đi quay mình đã đọc tỷ số rồi. Sau đây xin mời các bạn đón xem trận đấu. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Tích Lương phát bóng ra ngoài sân, điểm cho Hoa Phương Linh 1-0. Điểm cho Tích Lương 2-1. Tích Lương đánh bóng hỏng. Điểm cho Hoa Phương Linh 2-0. Tích Lương đập bóng không qua lưới. Điểm cho Hoa Phương Linh 3-2. Hôm nay trời nắng rồi, không cần đắp chân. Đang lo cho con là tốt. Tích Lương chắn bóng tốt. Điểm cho Tích Lương 3-0. Chắn chặt rồi chín rồi. Tích Lương đánh bóng hỏng. Điểm cho Hoa Phương Linh 4-3. Tích Lương đập bóng tốt, điểm cho Tích Lương 4-0. Tích Lương đánh bóng hỏng, điểm cho Hoa Phương Linh 5-4. Hoa Phương Linh phát bóng không qua lưới. Điểm cho Tích Lương 5-0. Trọng tài đã bắt lỗi kỹ thuật của đội Hoa Phương Linh. Điểm cho Tích Lương 6-5. Hỏi đấy.
Tích Lương đập bóng tốt. Điểm cho Hoa Phương Linh 6 đều. Tích Lương đập bóng không qua lưới. Điểm cho Hoa Phương Linh 7-6. Tích Lương đập bóng tốt, điểm cho Tích Lương 7 đều. Tích Lương đỡ bóng hỏng, điểm cho Hoa Phương Linh 8-7. Tích Lương chắn bóng hỏng, điểm cho Hoa Phương Linh 9-7. Hoa Phương Linh phát bóng ra ngoài sân, điểm cho Tích Lương 8-9. Hoa Phương Linh chắn bóng tốt, điểm cho Hoa Phương Linh 10-8. Hoa Phương Linh phát bóng. Hoa Phương Linh đỡ bóng hỏng, điểm cho Tích Lương 9-10. Tích Lương chắn bóng tốt, điểm cho Tích Lương 10 đều. Như vậy là số 4 của Tích Lương phát bóng không qua lưới, điểm cho Hoa Phương Linh 11-10. Như vậy là Hoa Phương Linh đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho Tích Lương 11 đều. Số 9 của Tích Lương phát bóng. Chắn bóng tốt, điểm cho Tích Lương 12-11. Điểm cho Tích Lương 13-11. Điểm cho Tích Lương 14-11. Như vậy là một pha lỗi kỹ thuật của đội Tích Lương. Điểm cho Hoa Phương Linh 12-14. Đây là lỗi kỹ thuật của Hoa Phương Linh. Điểm cho Tích Lương 15-12. Số 4 của Tích Lương phát bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là Hoàng Công Linh đập bóng không qua lưới, điểm cho Tích Lương 16-12. Vậy là Hoa Phương Linh bỏ bóng tốt, điểm cho Hoa Phương Linh 13-16. Vậy là Hoa Phương Linh chắn bóng ra ngoài sân, điểm cho Tích Lương 17-13. Vậy là lỗi kỹ thuật của Hoa Phương Linh, điểm cho Tích Lương 18-13. Vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn của đội Hoa Phương Linh ra ngoài sân và điểm cho Tích Lương 19-13. Ai có cái túi đá nước này để ra ngoài để đây nó chảy hết vào đây nước. Điểm cho Tích Lương 20-13. Một pha bỏ nhỏ rất khéo léo của chủ công đội Tích Lương đã ghi điểm cho Tích Lương là 21-13 và kết thúc set 1 là Tích Lương thắng Hoa Phương Linh là 21-13. Hai đội đổi sân đánh set thứ hai. Set đấu thứ hai giữa Tích Lương và Hoa Phương Linh. Đội Hoa Phương Linh trước màn ảnh, Tích Lương xa màn ảnh. Như vậy là trọng tài đã bắt được chạm lưới của Hoa Phương Linh, điểm cho Tích Lương 1-0. Như vậy là lỗi kỹ thuật của đội Tích Lương, điểm cho Hoa Phương Linh 1-1. Đây trọng tài bắt rất chặt. Đây là một trận bán kết. Ôi, rồi một quả bóng bắn chim của đội Hoa Phương Linh giành lại điểm cho đội Tích Lương 2-1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại là đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho Tích Lương 3-1. Là Tích Lương đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho Hoa Phương Linh 2-3. Điểm cho Tích Lương 4-2. Đỡ bóng hỏng của Hoa Phương Linh, giành lại điểm cho Tích Lương 5-2. Như vậy là cầu thủ số 4 của Tích Lương phát bóng không qua lưới, điểm cho Hoa Phương Linh 3-5. Đây là một pha đập rất uy lực của chủ công số 1 bên Tích Lương, giành lại điểm cho Tích Lương 6-3. Tích Lương phát bóng. Chắn bóng thành công, điểm cho Tích Lương 7-3. Một pha tấn công của chủ công số 1 bên Tích Lương đã giành lại điểm cho đội mình 8-3 cho Tích Lương. Hoa Phương Linh chắn bóng lọt, điểm cho Tích Lương 10-9-3. Tưởng là 13 nhỉ? 9-3. Kết quả thứ 10 hình như không lật. 10. Như vậy là điểm cho Tích Lương 10-3. Cố lên Phương Linh, cố lên. Quả chắn to thế nhỉ. Chắn đẹp quá bà ơi, cố lên. Điểm cho Hoa Phương Linh 4-10. Áo xanh ở trong túi của cái Nga ấy. Như vậy là trọng tài chưa thử coi quả phát bóng lại. Túi ba lô tăng đi. Đấy là việc của ấy thôi. Chém vào thôi. Bảo thì bảo từ lúc đấy rồi, nhưng mà chắn tốt thế nhỉ. Điểm cho Tích Lương 11-4. Điểm cho Hoa Phương Linh 5-11. Trọng tài chưa thổi gì đã. Hoa Phương Linh chắn bóng tốt, điểm cho Hoa Phương Linh 6-11. Số 1 của Hoa Phương Linh phát bóng.
Quang Linh đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Tích Lương 12-6. Như vậy là chủ công của Hoa Phương Linh đánh bóng không qua được hàng chắn của Tích Lương. Điểm cho Tích Lương 13-6. Như vậy là Tích Lương đánh bóng ra ngoài sân. Điểm cho Hoa Phương Linh 7-13. Điểm số cách nhau hiện nay là 6 quả. 6 điểm. Như vậy là điểm cho Tích Lương 14-7. Điểm số ngày càng giãn cho đội Tích Lương. Đang bán kết. Chắc chắn là đội không mình vào chung kết rồi. Nước đi uống đi. Thắng 1-0 rồi, bây giờ hết này đang dẫn điểm rồi. Đánh hết trận này là vào chung kết. Như vậy là Tích Lương chắn bóng hỏng. Điểm cho Hoa Phương Linh 8-14. Hoa Phương Linh là những cô gái rất trẻ. Đá bóng tốt. Điểm cho Tích Lương 15-8. Điểm cho Tích Lương 16-8. Như vậy là Tích Lương phát bóng ra ngoài sân. Điểm cho Hoa Phương Linh 9-16. Hôm nay tổ em giao lưu dân vũ ạ. Số 9 của Hoa Phương Linh phát bóng. Chắn bóng tốt, điểm cho Hoa Phương Linh 10-16. Đập bóng không có lưới. Điểm cho Tích Lương 17-10. Là đập bóng ra ngoài sân. Điểm cho Tích Lương 18-10. Điểm cho Hoa Phương Linh 11-18. Đây là Tích Lương đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Hoa Phương Linh 12-18. Điểm
điểm cho Tích Lương 19, 12. Như vậy là Tích Lương đánh bóng ra ngoài sân. Điểm cho Hoa Phương Linh 13, 19. Đâu ra? Là Hoa Phương Linh đặt bóng ra ngoài sân. Điểm cho Tích Lương 20, 13. Là kèo đi. Bên kia công. Đây là một pha đập bóng của chủ công số 1 bên Tích Lương đã khép lại set thứ 2 của trận đấu. Kết quả là 21-13 dành cho Tích Lương và Tích Lương đã thắng 2-0 với Hoa Phương Linh.